Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định huệ quay về trong tỉnh thức. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chúng con cung kính nghe rằng nơi cõi trời Xuất Đà Thiện Huệ Bồ Tát ứng thời tốt cởi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vô tình phạm Ma Gia Phu Nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc các trời rải hoa. Chín rồng tấm Phật tại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thái ứng linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ứng cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con cung kính quỳ trước đài vàng chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng lại mừng từ phụ kim thân. Ca dương công đức bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tùng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất. Chí tâm đảnh lễ A Tỳ Ngục Tốt
lòng lành. Nhiều kiếp tu hành nhân viên quả mạng Bồ
cần lễ dưới cây ta la thì hiền biết bằng để lại xa lời phước khắp trần gian. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật chí tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng Ta Bà Giáo Chủ Cha Lành bốn loại ba cõi đạo sư. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đệ Rạng soi.
đồ Phật tể phước thọ hướng đến pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.